đặc biệt những thành phần rất quan trọng để tạo nên sự thành công của chương trình Đại lễ Vu Quy đã có mặt rất là đầy đủ và đông đủ tại sân khấu ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, mặc dù sân khấu của chúng tôi hơi hẹp một chút nhưng mà chắc chắn rồi, tình cảm, tình yêu thương của phái đoàn hai bên gia đình của chúng tôi dành cho nhau không hề hẹp đâu, đúng không ạ? Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong khoảnh khắc này chắc chắn rồi, hôm nay toàn thể quý vị quan khách, tân khách gần có, tân khách xa có, để cho toàn thể quý vị quan khách sẽ tiện được biết hơn, biết rõ hơn về những thành phần, những nhân tố rất là quan trọng, thì cho phép ban tổ chức chương trình xin phép được giới thiệu với toàn thể quý vị. Đầu tiên, vâng ạ, đang đứng cạnh người con trai thân yêu, vâng ạ, chú rể Đức Anh, vâng ạ, đang có sự hiện diện của bố Trèo Cù Xuân và mẹ Phạm Thị Thoa đến từ thị trấn Mường Ảng. Vâng ạ, xin mời ông bà sẽ tiến lên một bước và gửi đến toàn thể diễn hôn một cái cú chào thân thương, đúng không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phái đoàn nhà trai. Và kính thưa quý vị thân mến, và đang đứng cạnh người con gái thân yêu, người cháu gái thân yêu, cô dâu xinh đẹp Thanh Lan, vẫn đang có sự hiện diện của bố Thanh, mẹ là, và cùng với đó là có sự hiện diện của cậu mợ chính On. Với xin mời đại gia đình cũng sẽ tiến lên một bước và gửi đến toàn thể diễn hôn một cái cú chào thay cho lời cảm ơn. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phái đoàn nhà gái ạ. Rất tuyệt vời. Và kính thưa quý vị, sẽ thật sự là thiếu sót nếu không giới thiệu và ra mắt đến toàn thể quý vị hai nhân vật chính ngày hôm nay. Bởi vậy, vâng ạ, chủ nhân cuộc Thánh Thiệp Hồng trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay, vâng, xin mời Đức Anh, Thanh Lan sẽ nắm chặt tay nhau tiến lên sân khấu hai bước và gửi đến toàn thể các cô cậu, các bà, cô dì, chú bác một cái cú chào thay lời chào, thay cho lời cảm ơn, một tràng pháo tay thật lớn để mừng ngày phúc ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, có thể nói rằng yêu nhau thì chẳng quản xa gần, mà cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Và yêu nhau thì chẳng ngại lầm than, mấy sông ta cũng lội và mấy ngàn cũng qua. Và có thể nói rằng tình yêu thì nó rất là đơn giản, thiết thực, nhưng nó thật gần gũi, thiêng liêng và cao cả. Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai con tim, và nó cũng giống như sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Và đó là tìm hiểu, yêu thương, tạo dựng và gắn kết. Đó chính là quy luật của con người trong kiếp nhân sinh. Và kể từ khi còn trẻ, còn bé thì Đức Anh và Thanh Lan của chúng ta ngày hôm nay đây, đôi bạn trẻ họ cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay đùm bọc, che chở, yêu thương của ông bà, cha mẹ, hai bên gia đình. Và đến khi khôn lớn trưởng thành, trên bước đường đời học tập, công tác và lao động, thì đôi tân hôn của chúng ta họ cũng đã được gặp gỡ nhau, yêu thương nhau, và họ đã quyết định cùng nhau chèo lái con thuyền tình yêu. Và đến ngày hôm nay cũng đã neo đậu với bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu và được hai bên gia đình đồng lòng đẹp ý, vừa được đảng ủy chính quyền địa phương sở tại hai bên nhất trí và hoan nghênh. Và trong không khí vui tươi trước sự hiện diện của toàn thể quý vị và trong thời khắc lịch sử đang diễn ra tại mảnh đất thiêng liêng, lịch sử và anh hùng, mảnh đất Mường Phăng, vâng, cho phép ban tổ chức chương trình xin phép được trịnh trọng tuyên bố chương trình Đại lễ Vu Quy mừng hạnh phúc cho đến tiên chú rể Đức Anh, xanh duyên cùng cô dâu Thanh Lan xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta đang cùng nhau ngắm nhìn một màn bắn pháo sáng rực rỡ để kết nối câu chuyện tình yêu của cô dâu Thanh Lan, chú rể Đức Anh sẽ chính thức cập với bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu. Và trong khoảnh khắc này, quý vị sẽ cùng nhau vang lên một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa. Cảm ơn màn bắn pháo rất rực rỡ đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Kim Cương, và song hành với đó là những tràng pháo tay thật sự giòn giã và rực rỡ của toàn thể quý vị chính thức khai mạc chương trình Đại lễ Vu Quy ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với những lời phát biểu cảm ơn tri ân đến toàn thể quý vị. Vâng, đầu tiên xin mời bác trưởng đoàn đăng kính đại diện phái đoàn nhà trai, vâng, xin mời bác Hoàn cũng sẽ tiến lên sân khấu thay lời cho đại gia đình bên phía phái đoàn nhà trai sẽ có được lời phát biểu xin dâu và lời phát biểu cảm ơn đến toàn thể quý vị. Xin mời bác ạ. Kính thưa các ông, các bà, các bác, các cô, các chú và anh chị em tới lễ Vu Quy ngày hôm nay, tôi là bác Hoàn, bác của cháu Đức Anh, đại diện cho nhà trai. Trước tiên tôi xin gửi đến lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn tất cả các quý vị khách quý đã đến dự lễ Vu Quy của cháu.
Phan Lan và Đức Anh. Và một lần nữa, tôi cũng được có đôi lời qua thời gian hai cháu tìm hiểu và được sự nhất trí của hai bên gia đình. Hôm nay gia đình tổ chức lễ vu quy cho hai cháu. Tôi không biết nói gì hơn. Một lần nữa xin kính chúc các ông, các bà, các cô, các chú, các bác, các bạn của Đức Anh và các cháu một sức khỏe dồi dào, thành công, hạnh phúc trong mọi lĩnh vực. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác Hoàn, người bác đáng kính của chú rể đã thay lời cho phái đoàn nhà trai, đã có lời phát biểu cảm ơn đến sự đón tiếp nồng hậu đến từ phái đoàn nhà gái, và cảm ơn chân thành đến những sự hiện diện có về và trở về và có mặt của toàn thể quý vị ngày hôm nay. Một tràng pháo tay lớn lên dành cho vị trưởng đoàn đáng kính của chúng tôi, được không ạ? Cảm ơn quý vị và xin mời bác sẽ trở lại vị trí danh dự của mình ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe lời phát biểu xin dâu và lời phát biểu cảm ơn của phái đoàn nhà trai. Và ngay sau đây, vâng ạ, nhà trai thì cũng đã phát biểu xong rồi, nhà gái cũng phải có đôi lời bác công tỏ lòng bên rể bên dâu, tỏ lòng hai họ về lâu về dài. Và ngày hôm nay rất vinh dự cho gia bảo khi được đại gia đình bên phái đoàn nhà gái đã thay lời cho gia bảo sẽ thay mặt cho phái đoàn nhà gái sẽ có lời phát biểu cảm ơn đến toàn thể quý vị. Và để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái thì lời phát biểu sẽ được thể hiện bằng tiếng Thái. Xin toàn thể quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe. อ่าก็สวัสดีค่ะทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องอ่ะเอ็มชูผู้ชูคนอ่าใครก็ปานวนป้าบ้านตัวชุดจริงๆขอต้องแค่เธออ่ารู้ต่อรู้ล้านบ้านตัวชุดอ่าเกิดที่อ่าสอนเสียงเถื่อนรู้ต่อรู้ล้านเกิดแค่ชื่อเจ้าบ่าวอ่าคุณสุนัขโต้อ่าก็ชื่อหมดหมอคอช่างอ่าสั่งทั้งหลายพ่อแม่ตะเกียวสั่งเกิดแค่เอ็มซีเอ็มซาสิว่าอ่าขอต้องแค่สอนตักสอนเช้าสมัยเถ่าเอ็มเก๋ก็เอาอ่าป่าลุ้มบ้านกลุ่มมือซุ่มอ่าใครก็ซุ่มค่อยอ่าส
chiếc số mí chàng giỏng sắn nửa chăn cơ mê nát tiền sò chiếc số mai thành điền tuổi sóng sao sám sao à cái số ba lù lán hao cửa hàng bờ bánh thế nhưng nổi nhưng hỏi có mê cửa cái nhưng hỏi lấy mê cửa mù nhưng hỏi có bù có già kín khẩu ơ xin phí lo làng mà xin hạ bì nhắc em sư sàn những xin phép bì phùm chẳng cục bền cầu trai xin khẩu bì chẳng bày em nghe à cái nhân bản tòi nén kẻ tòi búng lâm phù hồ mía chẳng bắt bao cản nặng trước em thân mương hàn bên chu chẳng biết con chào hàn bên báo cái xào ơ chẳng biết con hèn có mẹ đấy chạc cản té phùm lành chứ bánh cản tàu phùm lón mà cản xuống chỗ bàn nơi ở cái tháng à ông bà phu gia tàn ái sầm phái cái ngoan thời xưng cứ nhắc mặt bèn kén quang chẳng sạt lên sữa hà lén pha và chẳng xua hùa buốc cẩu hở sầm lụng sầm lán nịp đến lắp phùm hồ mía mình đi mà mở tân tá tân nai giữ các bản phang sóng nước phang hao chẳng hà lại mưa đi biết chẳng mưa sẵn biết chết mưa sai kiếm mang mưa khỏa hà lại chẳng hà lại căng phang luôn nó chén là hò mất dịch nà hịp tà không à tó bản tó cuống chẳng sọc cá sọ mới chứng chưa tới lại po mê ở trên tới lại po mê pi long ải em bản cuống mưa đi cởi những hạt banh phá nả bia bát cán những khảm lại khuẩn cả lại ta mưa kẹn tòm hò muôn nặng chu hân sở sung khỏi rất là cảm ơn tình cảm tới lại po mê à hay gỡ bản một ba bản tổ chức chương trình với vị sẵn hơn xưa phát tốc khẽ có sáu chúc ở sóng bạn sóng lòng sóng lưng mới đi phải hạt bọt bay hạt hạt sờ sờ đi với nào mà mới nửa hàng cần té phùng lạnh bay cả tàu phùng lớn mù hư để biết à những trai khăn chăn được gần và đất sóng mới mở sáu chút ở phú gia tàn nát sóng phái hảo hàn mạn dân dân để lại cay lì bền bền lắc lạt bản lỗ hở lưu tàu mỹ tang sản ảnh kinh bưng và đất sáng mới mở ra bảo sáu chút tiếng lại phong mê pin long ải êm bản khuống sóng bạn sám nát sóng huyền sám sám đi cả những thấy lắm lượt xử lý vì hiệu kiểm mà cho mang ở xung quanh chú tới lại phòng mẹ ở xếp phì nhớ mỹ luật xảy sao phì nhớ mỹ luật nào nhớ mỹ hay phát trở khẩu muốn đứng dưới nào màn giữ lên hoa đến sao phì đặc biệt là nữa mới đi mất kỳ lão môn khác phải sau phải tác phải xe máy khi ô tô nhớ hàng giao thông bán tốc độ cánh mất thổi nồng độ cồn nữa tới lại phòng mẹ đó. Cảm ơn toàn thể quý vị đã vừa lắng nghe đôi lời phát biểu thay cho phái đoàn nhà gái để phát biểu tâm tư tình cảm lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và ngay sau đây không làm gián đoạn chương trình xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ hướng ánh nhìn lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tiết mục và những nghi lễ tiếp theo. Ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nghi lễ rất đặc biệt và quan trọng. Nghi lễ này nó sẽ thay cho những lời chúc tốt đẹp nhất, thay cho những tâm tư tình cảm tình yêu thương đến với những thành viên chính hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với nghi lễ chào và cưới. Số đầu tiên sẽ là những người đại diện cho phái đoàn nhà gái sẽ có những tâm tư tình cảm, món quà hồi môn để gửi tặng cho hai nhân vật chính. Vâng, đầu tiên vẫn là xin mời bố mẹ bố Thanh, mẹ Bay
Vâng ạ, xin mời bố mẹ sẽ gửi đến cho hai con phần quà của mình. Đó, xin mời bố thay mặt mẹ. Cái này thì ghét quá. Phải là tư nào ơi. Xin mời bố thay mẹ bay đầu tiên ạ. Thì thưa toàn thể quý vị thân mến, bố mẹ đã tận tảo một nắng hai xương nuôi con gái của mình khôn lớn và trưởng thành. Ngày hôm nay thật sự là con gái của ông bà đã thực sự khôn lớn và trưởng thành. Và bố mẹ cũng có một món quà, một cổ hồi môn để gửi trao tình cảm, tình yêu thương dành cho hai con. Bố và mẹ vay rất nhiều. Và lên theo chương trình, xin mời mẹ là mẹ ruột của cô dâu cũng sẽ gửi trao phần quà dành cho con gái. Xin mời mẹ ạ. Chúng ta đang nhìn thấy những sự thể hiện tình cảm rất là ấm áp của những người bố, người mẹ dành cho những nhân vật chính, những cái ôm thật sự đặc biệt. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đang gửi tặng và trao thật quà dành cho cô dâu, đó chính là người mẹ ruột đã sinh thành, dưỡng dục cô dâu Thanh Lan. Cảm ơn mẹ là rất nhiều. Còn gì tuyệt vời hơn khi nhìn thấy người con của mình khôn lớn và trưởng thành và tìm được bến đỗ hạnh phúc và an toàn. Và liên tục chương trình, xin mời món quà đến từ cậu mở chính ơn. Vâng ạ, kính thưa quý vị, cậu mở chính ơn cũng chính là những người bố, người mẹ thứ hai của cô dâu Thanh Lan. Vâng ạ, cô dâu đã sinh ra và lớn lên trong vòng tay của bố và mẹ, nhưng phát triển trên bước đời, đường đời, cuộc sống, học tập và lao động thì đã được cậu mở che chở và săn sóc bão bọc từ hồi còn bé. Và cậu mở cũng chính là những người cha, người mẹ thứ hai của mình. Và hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc của cháu gái, của con gái, thì cậu mở cũng có món quà hồi môn để gửi trao tình cảm, tình yêu thương dành cho cháu gái, con gái của mình. Đến từ chương trình, xin mời món quà của đại gia đình cậu Dũng Toản. Và xin mời cậu Dũng Toản cũng sẽ trở lên sân khấu. Và để không gián đoạn chương trình thì xin mời những phần quà sẽ gửi lên sân khấu cho cô dâu chú rể, thì xin mời đại gia đình chúng ta sẽ tiếp cận sân khấu dần dần đi ạ. Xin mời cậu Dũng Toản và bác Anh Sơn. Đó, xin mời bác Anh Sơn cũng sẽ trở lên sân khấu. Vâng, xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến lên hai bước trên này đi ạ, để cho tiện cho cameraman sẽ bắt chọn những khoảnh khắc rất là tuyệt vời này. Và lên theo chương trình, xin mời phần quà của chị Thủy ạ. Đó, xin mời chị Thủy cũng sẽ trở lại sân khấu và gửi trao phần quà dành cho hai em nhân ngày hạnh phúc hai em ngày hôm nay. Check ra một góc 45 độ 7 để cho cameraman
Và ngày hôm nay đến với chương trình hôm nay, cameraman sở hữu kênh YouTube Mường Thanh TV sẽ hứa hẹn sẽ ghi lại cho đại gia đình những khoảnh khắc trọn vẹn và tuyệt vời nhất. Và sau đây xin mời phần quà của đại gia đình của em Kiên và em Ngân ạ. Xin mời em Kiên và em Ngân cũng sẽ cùng nhau trở lên sân khấu ạ. Em Kiên và em Ngân. Rất tuyệt vời, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, những nhân vật chính, những thành viên chính của hai bên gia đình ngày hôm nay cũng đã gửi trao những tình cảm đặc biệt, tình yêu thương của mình dành tặng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và là rất là tuyệt vời, cảm ơn những phần quà của đại diện hai bên gia đình. Một lần nữa xin được thay lời cho cô dâu chú rể cảm ơn phần quà của đại diện bên phía phái đàn nhà gái đến từ bố mẹ, bố Thanh, mẹ Vay. Cảm ơn mẹ là, cảm ơn đại gia đình cậu Mở Chí Ngôn. Cảm ơn phần quà của đại gia đình cậu Dũng Toản, bác Anh Sơn. Cảm ơn chị Thủy, cảm ơn đại gia đình cậu Linh. Cảm ơn đại gia đình cậu Thoan Việt. Cảm ơn món quà của em Kiên và em Ngân. Với một tràng pháo tay thật lớn với những món quà thật sự tuyệt vời đó được không ạ? Rất là tuyệt vời. Và đại gia đình chúng ta sẽ hướng ánh nhìn trở về bên phía cameraman để ghi lại những bức ảnh. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vậy là nghi lễ trao quà đã được diễn ra là thành công và nhanh chóng tại sân khấu này. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng ngày hôm nay nhà trai đến từ Mường Ảng đã đưa rể Đức Anh về đây, giao con giao cháu để làm rể bên này, và nhà gái thì cũng đã trình bày để cho hai bạn được từ nay một nhà. Và đó cũng chính là nội dung chính của chương trình đại lễ vương quy. Và trước khi bố mẹ hai bên sẽ di chuyển xuống từng bàn tiệc mâm cỗ thì xin mời bố mẹ hai bên, đúng không ạ? Bố mẹ con mời hai bên sẽ dành cho nhau một cái bắt tay và một cái ôm thật thân mật để gắn kết tình cảm thông gia hai bên gia đình ạ. Một tràng pháo tay thật lớn để gắn kết tình cảm thông gia hai bên gia đình. Chúc cho tình thông gia sẽ mãi gắn kết keo sơn bền chặt tưởng keo sơn. Đó, xin mời ông bà sẽ trở xuống từ bàn tiệc danh dự và nhường lại sân khấu dành cho hai con. Và kính thưa quý vị thân mến, ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp cuộc hành trình tình yêu của đứa bạn trẻ ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nghi lễ rất là đặc biệt. Tương lai sau này, một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và xin mời cô dâu sẽ đón nhận tình yêu của mình. Rất tuyệt vời, chúng ta đang cùng nhau ngắm nhìn một hình ảnh rất tuyệt vời. Và xin mời chú rể sẽ đứng dậy và chuẩn bị đón nhận tình yêu thương, chiếc nhẫn kỷ vật còn lại. Một tràng pháo tay thật lớn để mừng hạnh phúc trong tương lai. Mọi người xin mời em sẽ đứng cạnh nhau tiếp theo ạ. Rất tuyệt vời. Để quay lại cameraman và quay cho cả thế giới rằng kể từ nay hai bạn đã thuộc về nhau. Hai tay của hai bạn ạ, giới chức nhẫn ạ. Rất tuyệt vời. Chúc cho các dân chiến sĩ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắt giữa mình với ta. Bánh này đã được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình, xin được chúc mừng. Và tiếp theo chương trình, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau khai tiệc cùng với cô dâu chú rể nhá. Và đầu tiên xin mời chú rể Đức Anh sẽ cầm lên chai rượu đầu tiên của mình ạ. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay rất là may mắn cho chú rể Đức Anh. Vâng ạ, hai chai rượu đã được chú rể Đức Anh đặt trên kênh TikTok Thành Công TV. Mỗi chai là chỉ giá 300 triệu, ngày hôm nay là hai chai rượu đã có mặt rất là kịp thời và chắc chắn rồi. Để chú rể mở thành công chai rượu thì chắc chắn phải có nhiều kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, đúng không ạ? Không biết là Đức Anh đã mở chai rượu tây rồi chưa? Chưa, đúng không ạ? Thao tác đầu tiên xin mời Đức Anh sẽ bỏ phần nắp giấy vàng để bảo vệ chiếc nắp tình yêu này chứ nào. Và thao tác thứ hai, một thao tác rất quan trọng, xin mời chú rể sẽ lắp chai rượu champagne thật mạnh. Tín độ của chai champagne càng lớn thì tình yêu càng được đong đầy, hạnh phúc càng được thắt chặt. Rồi, thao tác tiếp theo, em bé xoay phần nắp sắt theo chiều kim đồng hồ. Một, hai, ba. Khéo khéo nha em, cẩn thận là thủng nắp tôn của bố vợ nó chết dở đấy. Vâng, xin mời em sẽ tay trong tay ạ. Tay trong tay rất là thắp lên tình yêu. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, cô dâu chú rể chúng ta đang cùng nhau tay trong tay, cùng nhau nghiêng mái đầu, cùng nhau nở những nụ cười thật tươi, cùng nhau
và những giọt rượu mơ đỏ ngọt ngào đã tuôn chảy trên tháp ly pha lê trong trắng, và những làn khói trắng huyền ảo đã tạo nên một khung cảnh nên thơ trữ tình để mừng hạnh phúc cho buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và xin mời chia sẻ thứ hai đi Đức Anh ơi. Lắp thật mạnh nào. Ôi đằng nào thì vừa rồi là cũng đã nổ, cũng đã thủng mái tôn của bố vợ cho thủng nốt đi. Không sao đâu ạ, rất là tuyệt vời. Vâng xin mời ạ. Rượu hồng là tình cảm duyên nồng, chứng cho hạnh phúc vợ chồng thành đôi. Và thương nhau thì nhấp chén ly môi, tô son điểm phấn bờ môi, thế không? Rất là tuyệt vời. Kính chúc cho bây giờ chia sẻ cho năm tình viên mãn bằng đầu nghĩa phương thề, thiết trường địa cửu mãi mãi không rời xa. Và xin mời hai bạn sẽ trở lại vị trí chính giữa bắt đầu của mình. Và ngày hôm nay rất vinh dự cha Gia Bảo khi được đứng chung tại sân khấu chính cùng với hai bạn ngày hôm nay. Anh rất là cảm ơn hai em khi đã tin tưởng và giao phó cho anh một trách nhiệm rất là cao cả. Xin được bắt tay em, chúc hai em phải thật hạnh phúc nhỉ. Có ngày sau đây chắc hẳn là quý vị quan khách đang rất là nóng lòng để chào đón cũng như để bắt tay hai em rồi. Và em cũng vậy đúng không ạ? Xin mời em sẽ xuống từ mặt tiền mừng cố để trước rượu và cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách. Xin mời hai em.